Hello, chào mọi người đã đến với kênh chú Minh Vlog. Vì hôm nay chị giới thiệu cho mọi người làm một món ké Sapa nướng dưới giấy bạc. Bây giờ trước tiên thì mình sẽ ướp con cá này, xong rồi 1-2 tiếng sau bắt đầu mình sẽ nướng. Thì nguyên liệu của nó thì rất đơn giản thôi. Cái này là muối nè, cho tí bột ngọt. Cái này là hành, một củ hành với ớt. Bây giờ mình sẽ đi dẻ ba cái nguyên liệu này. Nguyên liệu mình cũng đã dẻ xong rồi nè mọi người. Bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành ướp con cá này nha. Bây giờ mình ướp đây rồi chút nữa mình mới nướng được. Rồi con cá này bây giờ muốn ướp nó nhanh thấm thì mình đều bỏ nó đi. Xong rồi dùng cái dao khứa nó ra. Khứa nó ra rồi cho ướp nó nhanh thấm. Đó, cá mình cũng đã khứa xong rồi nè, thấy không? Bây giờ mình sẽ tiến hành ướp nha mọi người. Cái này là muối với hành với bột ngọt nha. Nhét vô được thì càng tốt, để cho nó thấm rồi cho cái hành rồi vô nó thấm vô thì nó ngon. Cái lúc mình nướng lên cho nó hết sảy vô, nhanh thấm mà ngon. Người khứa xong cứ nhét vô. Cái công đoạn này nó hơi lâu chút nhưng mà không sao, mình làm đồ ăn là phải chuyên tâm mà làm thì nó lâu chút cũng không sao. Nhét vô, nhét vô mấy cái kẹo này cho nó thấy vô. Giờ mình đi cắt nha mọi người, khoảng tiếng một sau bắt đầu mình quấn lại xong rồi nướng, mọi người theo dõi tiếp nha. Thì con cá giờ mình đã ướp xong rồi nha mọi người, bây giờ bắt đầu mình sẽ quấn với bạc. Được dài không? Yeah, mọi người. Đây là hành sạch luôn nha, nhà trồng luôn nha. Bây giờ mình sẽ quấn lại đầy đỡ nướng cho nó thơm nha mọi người. Bây giờ mình thêm một miếng nữa nha mọi người. Không ta đâu. Giờ mới rồi, giờ mình quán thôi. Mới làm cũng chưa chuyên nghiệp lắm. Bây giờ là đã xong rồi nha mọi người. Đó, bây giờ mình ta đun lửa. Quán là cái lò nướng nguyên thoại. Review thưởng thức thứ nó như thế nào thôi.
mời chị bà ra. Chụp nước mình nó đổ ra. Hai ba lốt mình chỉ. Bốc hơi rất là nóng nha các bạn. Siêu nóng luôn. Chín rồi, nó ném nước nó sôi cái này mà nó ném không chín mới lại. Được, chín rồi, chín rồi. Mày hơi mùi hành luôn. Không à. Can lẽ này mình bỏ nữa. Do nó tay không hành. Đây là cá mà nãy giờ nướng nha các bạn. Chung nó đã chín rồi. Chung là nghe mùi nó không thơm. Thì giờ chú mình sẽ review nha các bạn. Thì món này mình sẽ ăn kèm với nước nước mắm này. Mắm ớt tỏi với lại dưa leo với lại một mớ rau sống nha các bạn. Thì rau này lá cóc được ha. Ít lé dít cá rồi ạ. Không có rau đeo rượu nhiều. Nên có nhiều ăn nhiều thôi. Thì đây ăn kèm với bánh tráng nha các bạn. Đây bánh tráng này. Để cuốn với bánh tráng này. Nãy ăn lẽ nướng cái bánh tráng này cho nó giò các bạn. Rồi ăn luôn. Mà hết than rồi. Nên là không có nướng được nha các bạn. Thì ăn với bánh tráng sống thôi. Thử giờ chú mình sẽ review thử cái món cá nướng giá bạc này nha các bạn. Giờ thử nha mọi người. Thì thường này là làm là mình phải thử để có kinh nghiệm lần sau mình làm tiếp mọi người. Cuốn lụi đinh lăng cho thêm một cái cá mốc mọt dưa leo anh cho nó đúng bài bản. Rồi bây giờ tới ké. Ồ chín nha mọi người nè. Có bộ thịt à nè, hơn trong là trắng rồi nè, là chín rồi đó. Giờ thử. Cuốn nha mọi người, cuốn lại phải làm thử ha. Xin mời mọi người cùng dùng thử cái món cá nướng cá sa pa nướng chả bạc nha mọi người. Mời mọi người. Ngọt lắm mọi người, nhưng mà nó không có tanh. Tại sáng mình có ướp hành với ớt á, với một ngọt muối rồi nó cũng vừa ăn rồi. Đây mình chấm kèm thêm cái nước mắm siêu ớt, siêu cay luôn. Ngon các bạn. Thôi mời mọi người thêm miếng nữa ha, cho nó đủ cặp. Ngon. Cá này có thể mua trên mạng có bán nha mọi người. Mua gì quán giấy bạc xong rồi nướng trên bếp ga cũng được á. Không có than này nướng trên bếp ga cũng được. Cái này nướng cũng đã cả tiếng mấy hồ á. Giờ nó cũng chín nó ngon rồi. Thôi mời cho mọi người nha. Làm cho nó hết cái cuốn luôn chứ. Mùa dịch mà có cái nhà có rau củ đều cũng quá ngon mọi người. Để làm cho hết luôn. Từ sáng có chỉ cho mọi người cách làm con cá rồi ướp con cá như thế nào. Cái này cũng đã ướp bằng cả tiếng mấy đồng hồ mọi người. Nó thấm rồi. Mọi người cứ
ok mà làm đi, hoặc là mua con cá ngừ hoặc cá nục bự bự làm cũng được, không cần gì phải cá xe ba đâu, cá nào nướng nó cũng ngon. Rồi để nói chung là bữa nay cũng làm được xong được một món để cho mọi người cùng xem và cùng chia sẻ cho mọi người cái cách đỡ làm. Rồi, chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ hạnh phúc, giữ gìn sức khỏe. Bye mọi người.